Rồi tự nhiên ngày có bốn đứa con thấy sao? Thấy kỳ kỳ. Vui vui ha. Lúc đầu thấy kỳ kỳ đúng không? Được, thấy kỳ kỳ lắm. Ngại miệng ghê luôn á. Ngại miệng luôn á. Mà giờ đỡ chưa? Giờ tự nhiên cưng đứa nhỏ. Cưng khác á. Thật ra hình em nghe nói là nếu mà con đó sẽ không muốn đưa lại sao nhớ được. Con trai à, gần ba. Tại có những cái hóc môn làm cho mình gần gũi nhau hơn. Đúng rồi, thì giống như là mà hai cực vậy đó. À đúng rồi. Cho nên là tự nhiên mới đầu thì không có thấy cũng thương, cũng bối nhưng mà cảm giác nhỏ hơn đúng không? Cảm giác mỗi người rất là mẹ thiệt luôn. À, cưng mà kiểu như là bé làm gì mình cũng hiểu được là bé đang nghĩ gì. Đang muốn gì đúng không? Bé đang nghĩ gì? Nhiều khi cái hành động nó hơi quấy quấy nhưng mà mình cũng hiểu được là tại sao lại làm vậy. Nhưng mà thiệt ra là mình được gặp bốn em bé này là mình may mắn á, mình may mắn mà mình còn thấy mình hạnh phúc á. Chứ còn nếu như mà thực sự mà là cha mẹ thiệt á, mà em bé tầm khoảng mấy tháng, một tuổi, hai tuổi là mình còn cực hơn nữa. Mang thai rồi sinh con ra rồi cha mẹ nuôi con một phần nhỏ xíu, rồi từ từ lớn lên rồi bắt đầu cũng biết khóc và biết bò, biết lăn, nói chuyện. Coi cái quá trình đó, thật ra em thấy là để mà tạo con người và nuôi lớn một cái con người trở thành một người trưởng thành hay nói chung là khỏe mạnh mà em thấy ba mẹ cũng giỏi, dạy rất là kỹ, cái nào cũng ngoan, lễ phép, à, lễ phép. Chưa chắc gì em lại mà em cảm thấy là mình đã vượt qua được rồi. Đúng rồi. Thế là em cũng thấy em may mắn. Có những tập gia đình người ta cả đời người ta cũng không tìm thấy được hạnh phúc. Nhưng mà mình thấy mình tham gia chương trình này, dù em chỉ là đồng nghiệp với nhau mà hòa vào cái không khí này thì mình là nghệ sĩ thì mình sẽ cảm được cái năng lượng đó. Nó gia đình mà nó ấm áp, cái cảm xúc nữa. Rồi tự nhiên thấy mấy đứa nhỏ nè, rồi thấy tất cả mọi người rất là happy với nhau, tự nhiên mình cảm thấy là cảm ơn cuộc đời đã cho mình cái thời gian để được trải nghiệm cái chương trình này một thôi. Nhưng mà cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn thế giới, bởi vì thế giới này quá đẹp. Đúng rồi. Khoảng thời gian trầm cảm á, em đã nghĩ là thế giới này không có một chỗ để cho em nương thân nữa. Nhưng sau khi em thoát ra được đó rồi, tự nhiên mỗi ngày em thức dậy em sống và em cảm thấy là mình cần phải sống một ngày thật ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Anh rất là thích tham gia những chương trình trải nghiệm giống vậy, thật sự rất thích. Cái công việc của mình khi mà ở trên thành phố nó liên tục mỗi ngày. Mình cứ về là mình ngủ, xong sáng mình lại đi làm, tối về ngủ. Nhưng mà những chương trình giống như vậy thì nó lại cho mình một thời gian để mà mình được thực sự là mình sống nó chậm lại xíu, mình sống kỹ lại xíu. Mình cảm nhận nhiều hơn xung quanh. Giống như là mình được thư giãn, mình đi chơi, rồi mình gần mọi người, mình gần thiên nhiên, mình thấy mình sống chậm lại. Nó không có bị hối hả như là ở Sài Gòn, ở thành phố của mình. Anh có muốn sau này mình có gia đình không? Có chứ. Lúc nào cũng muốn có một cái gia đình riêng cho mình hết, càng sớm càng tốt. Tại vì anh luôn luôn anh thấy cái sự thiêng liêng của gia đình là cái thứ cần thiết nhất mà một con người cần phải giữ cho riêng mình. Cho nên là anh lúc nào cũng muốn là có đi làm về mệt mỏi là mình về gia đình nhỏ của mình. Luôn luôn mơ ước như vậy và luôn luôn mơ ước là có con, có em bé. Mà tại vì mình còn thiệt ra mình còn không phải là mình còn quá trẻ, quá nhỏ, nhưng mà bây giờ mà mình có em bé, mình có con bây giờ thì cái công việc của mình nó bị gián đoạn. Thật ra thì cá nhân em lại không có thích có con á. Thật ra anh là người đầu tiên mà em nói cảm xúc đó, mà ngay chính bản thân em một người không hề thích cảm xúc gia đình, cảm giác có con, nhưng mà tự nhiên em lại nghĩ là em cần phải suy nghĩ lại á. Đúng rồi. Như vậy câu này hơi nhạy cảm được không? Ơi. Có phải là anh rất thích con gái đúng không? Anh thích có con gái và anh thích có con trai luôn. Mà đặc biệt là anh muốn rất là nhiều con nha. Anh muốn là anh có phải 4-5 đứa con á. Không biết sao kỳ gì nữa. Em nghĩ anh nên theo pháp luật 2 đứa thôi. Hai đứa là đủ rồi, tại vì thật ra mình cũng phải dành phần cho người khác nữa. Được. Thật ra em với anh gặp nhau cũng là một cái duyên á. Cái hồi xưa mình qua phim Lô Tô chung nhau, mình không có nói chuyện với nhau được nhiều ha. Thật ra thì mình cũng không có cơ hội thứ hai. Mình cũng không có
có như là chưa có ấn tượng gì. À, với lại phim nó đông diễn viên quá. Với lại mình cũng không có cái thời gian để mà mình... Mà anh thích anh lắm rồi. Vậy hả? Anh thấy anh đóng anh kiểu như là anh là người hy sinh về nghệ thuật. Ừ. Cứ chơi hăng say về tối nó cũng ngon lắm nè. Bảo số 13 con. Diễn à nha, diễn một gì? Lần nữa nha. Đổ nè, đổ nước mắm nè. Diễn lại. Ở đây nè, ở giữa nè. Đang. Rồi. Sao đây? Trời ơi. Chú mà giả bị nhậu với bùng đang diễn á bà Trung. Ừ. Chú mà đang diễn. Đâu diễn coi. Con diễn. Ba chung vô đi để tụi con diễn. Ôi, anh em ơi. Né đồ ăn ra nha, né đồ ăn ra nha. Cứ đi nhậu anh em ơi. Có vẻ thịt soạn ha. Là sao nữa? Uống rồi. Vô uống rồi quá. Dạ. Vô mãi. Bây giờ ba người này sẽ gọi cho công an trở về đồn công an. Tại vì anh nhậu chiếm anh bây giờ không á. Không được. Alo, đồ cảnh sát không? Qua đây cho tôi. Còn giết xe cảnh sát. Trốn. Chạy. Trốn hả? Chạy. Chân đổ. Xong kịch chưa? Xong rồi. Hay quá. Trời diễn hay quá, không ngờ ngoài coi tụi nó diễn quá trời nè. Rồi mấy đứa nhỏ. Diễn gì vậy? Diễn kịch ba người ăn nhậu xong bị công an bắt. Đây là có mà chị tụi con bắt nè. Biết ăn không? Dạ. Đây chỉ cho. Giờ nè, con lấy khôi tâm này đúng không? Con ghim vô. Con thấy người ta ngốc chưa? Rồi, con ăn. Nước mắm vô đi. Nước mắm gì định ngon nè con? Nước mắm. Con thấy cầm nó nóng. Không có nóng. Ấm. Biết ăn chưa? Để người cái tâm. Để ba làm cho. Thôi để con. Con tự làm được hả? Đây mình chọn con ốc nhỏ nhỏ cho con nè. Con hay nhất con chọn con ốc bự rồi. Vậy hả? Con chọn ốc bự đi hay con chọn đi. Được không con? Ngon không mấy đứa? Ốc rồi chị mấy đứa bắt á. Ồ, bữa nay mình đi bắt ốc thì mình ăn ốc luôn. Hay ta. Ba. Ừ? Cái con khều này ra không? Nè mày làm cho. Giòn không? Thấy nó giòn không con? Cái này giòn nhưng mà con phải nhai 70 lần á. 70 lần thôi, tại vì răng nó yếu hả hay sao? Không, bởi vì con nhỏ hả? Không, bởi vì là mà... Nó dài. Nó dài nên là phải nhai. Nó ngon không? Nó ngon không? Bố bố. Ngon chứ. Mẹ cầm giùm con đi. Để lấy cái thứ hai cho mẹ. Cắn hết luôn, ăn đường nguyên củ luôn á.